thứ hai luôn đấy nhỉ. Để tôi về lấy gimbal xong là tôi quay ông giới thiệu đi nhá. Triệu đéo đi cắt tóc đi. Mình cắt tóc. Là Phú Thọ. Ừ, ra Phú Thọ cắt cho nó trải nghiệm cái đầu mới như nào. Ừ. Xe kìa. Xe để nhà kìa. Ừ, lấy xe nhà mà đi. Kênh Nhà Đẹp xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay vẫn tiếp tục chương trình giới thiệu những mẫu nhà và khảo sát phần thô. Mình xin giới thiệu với các bạn một mẫu nhà số mang tên được nhà số 2. Đấy. Mặt tiền của mẫu nhà ống này là 5m và chiều sâu tầng 1 là 12m rưỡi. Và tầng 2 thò ra là được phần nhà vệ sinh là 2m rưỡi nữa. Mời các bạn vào trong nhà tham quan. Đấy. Công trình đang được thi công với tầng 3 là đang ghép cốt pha. Dự kiến là 3 hôm nữa là sẽ xong và sẽ đổ mái tầng 3. Các bạn đang quan sát phòng khách và phòng và cái ô cầu thang. Bên trong ô cầu thang của chúng ta là nhà ăn và bếp. Dưới ô cầu thang của chúng ta là nhà vệ sinh. Đấy. Các bạn quan sát cái phòng khách. Phòng khách này thì được bố trí diện tích là 25m2. Bên trong phòng ăn của chúng ta cũng có cái diện tích tương đương là 25m2. Đấy. Đây các bạn quan sát nha. Cầu thang đây, cầu thang rộng là 2m2. Đấy, phía cầu thang, bên trong cầu thang là bên trong cầu thang của chúng ta là nhà ăn à nhà vệ sinh. Đấy, các bạn quan sát này. Mình đứng từ trong bên trong cùng mình view ra cho các bạn quan sát nhá. Đấy, hệ trần này ạ. Căn nhà được bố trí một cửa chính cao 3m, chiều ngang là 2m9. Với một cửa phụ bên hông và hai ô cửa sổ bên nhà ăn. Đấy. Bên dưới cùng của chúng ta sẽ là một ô cửa ra phía sau nhà. Đây. Đấy, các bạn quan sát này. Trần này, dầm bo này, cầu thang. Đấy, các bạn quan sát hệ trần này. Và mời các bạn đi lên tầng 2 để tham quan. Trên tầng 2 được gia chủ thiết kế là 2 phòng và một nhà vệ sinh thụt phản ở bên dưới. Đấy, khi bước lên cầu thang bên tay phải của chúng ta là một phòng ngủ thứ nhất. Đấy. Cái phòng ngủ này thì gia chủ đang xây lửng, chưa xây lên hẳn. Phòng này rất rộng vì rơi vào 18m2. Đấy, trong cùng là một nhà vệ sinh.
Đây, đây là nhà vệ sinh rất là sâu các bạn này. Đấy, bên trên này chúng ta làm cái kho chứa đồ. Đấy, các bạn quan sát nhé. Cái khu hành lang này là diện tích là chiều ngang là 1m2 đấy các bạn nhé. Khu hành lang này. Đấy, đi lên thì tầng 2 này gia chủ thiết kế có hai ô cửa sổ bằng hành lang để tạo cái gió và ánh sáng cho trên tầng 2. Đây là phòng ngủ thứ 2. Đấy, phòng ngủ thứ 2 thì gia chủ thiết kế một ô cửa ra ban công và hai ô cửa sổ. Đấy, ô cửa sổ ra ban công rất là to. Đấy, bạn quan sát hệ dầm mái bên trên này. Ở quê mình thì người ta xây hết hoàn toàn bằng tường 20 nhá, do chắc chắn. Nhiều nơi là xây hệ tường rỗng giữa. Trong quê mình cứ chơi chắc chắn là cứ xây tường 20 chắc chắn. Đấy, các bạn quan sát này. Đường điện thì đã được bố trí để sẵn rồi. Đấy. Rồi, xin mời các bạn lên tầng 3 để tham quan. Công trình đang trong thời gian thi công nên là rất là bừa bộn. Cốt pha, cốt phèo rất nhiều. Đấy, trên tầng 2 cầu thang này. Cầu thang của chúng ta là sẽ có hai chẹp chiêu nghỉ. Đấy. Lên tầng 3 đi lên phần tay phải của chúng ta thì gia chủ làm cái sân để không các ạ. Đấy, cái phần này là để không để làm cái sân chơi ngoài này. Các bạn quan sát này. Đấy, tầng 3 này. Cái phần trên này là đang lập cốt pha. Mai mình sẽ quay cái quy trình lập cốt pha cho các bạn quan sát. Đấy. Trên này thì gia chủ thiết kế là có một phòng nữa. Đấy, đang ghép cốt pha đóng dầm. Đấy, các bạn quan sát này. Cái phần cửa thì trên này là cũng như ở tầng 1 nha các bạn nhé. Kích thước cũng giống như tầng 2. Rất là rộng. Đấy, phải làm cái ô cửa sổ to mặt tiền này thì tạo ra cho ngôi nhà có cái tầm nhìn. Phần hiên thì được chìa ra 1m1 nhé bạn nhé. Đang đóng cốt pha và hôm nay đang bị mưa nên là các bác thợ nghỉ để chuẩn bị sức khỏe cho ngày mai chúng ta chiến đấu. Các bạn xem video
Có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Mình sẽ phúc đáp trả lời các bạn. Các bạn nếu thấy hay thì cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh, giúp cho kênh phát triển và giúp cho những người làm video như mình có những cái động lực để cung cấp những cái video hữu ích hơn nữa cho các bạn tham khảo. Và bây giờ thì mình xin dừng clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.